Thiếu niên Ba Quy sắp ra mắt. Chào mừng các tử công đến với buổi phát sóng đầu tiên của tựa game Thiếu niên Ba Quy. Và em là Tiểu Kiều. Và đây là chương trình livestream hàng tuần giới thiệu tựa game Thiếu niên Ba Quy được VNG sắp cho ra mắt tại Việt Nam. Và chương trình thì sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 3 giờ chiều thứ bảy hàng tuần, đem đến cho các tướng quân rất nhiều những thông tin bổ ích và thú vị, và kèm theo đó là những khách mời streamer nổi tiếng. Và đặc biệt hơn đó chính là rất nhiều những phần quà hấp dẫn dành riêng cho những tướng quân tham gia cùng chương trình. Do đó thì các tướng quân đừng bỏ lỡ nha, hãy like fanpage và tham gia group Thiếu niên Ba Quy để cập nhật những tin tức mới nhất nha. Và trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ có phần thưởng là hai chiếc áo hoodie của game Thiếu niên Ba Quy dành tặng cho hai tướng công may mắn nhất chia sẻ livestream này. Hãy chia sẻ livestream và theo dõi đến gần cuối chương trình để nhận áo các tướng công nha. Và Tiểu Kiều thấy là có thể nhiều tướng công chưa biết là Thiếu niên Ba Quy là tựa game mobile dạng turn based thẻ bài với chủ đề Tam Quốc quen thuộc. Và games đã được rất nhiều những giải thưởng cũng như là được đón nhận rộng rãi và luôn nằm trong top 1 mạng xã hội của các nước như là Trung Quốc, Đài Loan. Vậy đâu là điều khiến tựa game này đạt được rất nhiều thành công đến như vậy? Thì do đó thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chào đón tập đầu tiên của Thiếu niên Ba Quy với chủ đề là chấm điểm bom tấn Thiếu niên Ba Quy cùng nhà báo game. Và để cùng tìm hiểu rõ hơn về điều này và những điều mà đã làm nên cái sự thành công này, thì trước hết thì Tiểu Kiều sẽ được giới thiệu một vị khách sẽ đồng hành cùng Tiểu Kiều trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là game thủ Cư Cựu Chun, Chuni. Anh sẽ đại diện cho nhà phát hành đến để chia sẻ những thông tin nóng hổi về tựa game bom tấn Thiếu niên Ba Quy sắp ra mắt này. Xin được chào anh Chuni và rất vui được gặp anh. Được biết thì anh là một game thủ liên minh huyền thoại, dòng game liên minh huyền thoại. Thì ngày hôm nay thì anh đến đây để chia sẻ tựa game Thiếu niên Ba Quy, thì anh có thể giới thiệu kỹ hơn về cái siêu phẩm này được không ạ? Cảm ơn em. Thì trước hết anh cũng xin chào em. Dạ. Và cũng chào mọi người đang theo dõi livestream này. Thì có lẽ cũng khá là nhiều người biết đến mình với vai trò là đã từng là game thủ chuyên nghiệp cũng như là một streamer. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đến đây với tư cách là đại diện cho nhà phát hành VNG. Và sắp tới sẽ mang đến cho các bạn một siêu phẩm mang tên là Thiếu niên Ba Quy. Thì như hồi nãy thì em cũng có đề cập, thì Thiếu niên Ba Quy đã được lan tỏa gần như là toàn bộ châu Á. Và đã phát hành cực kỳ thành công trên các thị trường như là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Thì với cái việc đã lan tỏa cực kỳ nhiều thị trường như vậy rồi, thì dĩ nhiên VNG cũng như là Việt Nam mình sẽ là một sản phẩm cực kỳ hot cho cuối năm 2020 này. Wow, đây quả là thông tin rất là vui dành cho các game thủ yêu thích dòng game Tam Quốc. Và xin được cảm ơn anh Judy rất nhiều. Và để đi đến phần chính của chương trình ngày hôm nay thì Kiều xin được mời đến đây hai vị phóng viên game uy tín, đó chính là anh Phan Đông Thức, phóng viên biên tập viên báo Xem Game, và anh Trần Tâm, phóng viên biên tập viên báo Công nghệ MMOSai. Xin được mời hai anh ạ. Xin được chào mừng các anh, rất vui vì ngày hôm nay thì các anh đã đến đây để tham dự cùng chương trình. Quả thật thì Tiểu Kiều thấy là nhà báo phóng viên thì rất là bận rộn, đó là một điều rất là quý mến. Như đã giới thiệu ở đầu chương trình thì tựa game Thiếu niên Ba Quy thì là một tựa game bom tấn rất được ngóng chờ trong những tháng cuối năm này tại Việt Nam. Thì không biết là hai anh đã biết được những gì về cái tựa game này rồi ạ? Mình được biết tựa game này là một game nhập vai đấu theo tướng lấy đề tài Tam Quốc với đồ họa rất là trẻ trung và năng động. Thực sự thì anh cũng chưa có nắm thông tin, nhưng mà anh chỉ biết là nó về cốt truyện Ba Quy. Wow. Vâng, vậy còn đại diện của nhà phát hành thì anh Juni có cơ hội nào và dành cho phóng viên của mình không ạ? Đến với, tại vì đã là phóng viên đã rất là được trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm rồi, thì cũng như là với tư cách em đã từng một game thủ thì em biết là đối với các sản phẩm đã được rất là nhiều người chú ý trên rất là nhiều thị trường, chẳng hạn như thị trường nước ngoài hay là châu Á gì đó, thì
khi về Việt Nam đa phần cũng sẽ được đón nhận một cách rất là được đầy thiện cảm, thì không biết hai anh nghĩ sao về cái việc này? Theo mình nghĩ thì đề tài Tam Quốc là một cái đề tài rất là quen thuộc đối với thị trường Việt Nam rồi, cho nên game chắc chắn sẽ nhận được sự đón nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của cộng đồng game thủ khi phát hành tại Việt Nam. Với mình thì mình đã chơi rất là nhiều con game của VNG rồi, và đặc biệt là những con chiến thuật như thế này. Thì trước đây là mình chơi con Dota truyền kỳ chẳng hạn, thì những cái game này mình thấy là có cộng đồng rất là lớn ở Việt Nam và luôn được sự quan tâm từ các bạn game thủ. Thì hiển nhiên là một game mới về chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái sự quan tâm và ủng hộ từ phía cộng đồng rồi. Wow, xin được cảm ơn những chia sẻ đầy tính chuyên môn của hai anh. Và sau đây thì để giúp hai phóng viên cũng như những khán giả có thể hiểu thêm về tựa game Thiếu Niên Ba Quy, thì Kiều sẽ trao lại cái quyền MC và dành ra một phút hỏi cung dành cho hai phóng viên để điều tra anh Dung. Thì không biết là anh Dung đã từng bị hỏi cung bao giờ chưa ạ? Với tư cách là đã từng là một game thủ chuyên nghiệp cũng như là streamer, thì anh đã từng rất là nhiều lần được tra hỏi rồi, nhưng mà để tra hỏi với góc độ khi mà đại diện là một nhà phát hành VNG như thế này thì đây là lần đầu tiên, thì cũng sẽ khá là hồi hộp. Tiểu Kiều nghĩ là có thể là mình đã từng trải qua những lần hỏi cung như là mẹ hỏi là hay là người yêu hỏi rồi, phải không nào? Đúng rồi. Thì chính vì vậy nên mình cũng không có phải lo lắng vì khi mà bị hỏi cung ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không biết là hai anh đã sẵn sàng để hỏi cung anh Juni chưa ạ? Rồi, xin mời hai anh ạ. Theo em thấy thì thị trường Việt Nam có rất là nhiều người nghe em thấy đề tài Ba Quy rồi, thì tại sao VNG lại mang Thiếu Niên Ba Quy về Việt Nam? Thì giới trẻ Việt Nam mình cũng như là tập trung niên đi, thì thường cái việc mà có cốt truyện Tam Quốc cũng như là về những vị danh tướng trong thời Tam Quốc đã gắn liền từ rất là lâu rồi và rất là được yêu thích. Thì chính vì lẽ đó thì đại diện nhà phát hành VG mình cũng muốn mang về một cái siêu phẩm nó mang đề tài Tam Quốc, nhưng mà lần này á thì nó sẽ có một chiều hướng mới mẻ hơn, có nghĩa là những nhân vật Tam Quốc này được khắc họa một cách trẻ trung hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như bình thường khi mà mình nói về hình ảnh của Gia Cát Lượng, mình nói về hình ảnh của Tào Tháo sẽ là những người rất là nghiêm trang và sẽ để râu rồi nhìn sẽ hơi trưởng thành một chút xíu, nhưng mà đối với Thiếu Niên Ba Quy mình á thì những nhân vật này sẽ cực kỳ trẻ trung và đặc biệt là rất tươi sáng và rất đẹp và mang đậm phong cách anime manga. Rồi, cái câu hỏi mà chắc chắn bạn nào cũng sẽ quan tâm là liệu con game này có pay to win hay không? Và nếu mà không á, thì cái nhân tố nào sẽ mà em nghĩ là nó sẽ khác đi so với những con game trước đây? Dạ, thì thực tế thì game thủ thường sẽ luôn luôn nói là các game đó, phát hành dạng như thẻ tướng như thế này sẽ rất là pay to win, có nghĩa là những người chơi ít nạp hoặc là không nạp gì đó sẽ không có thể nào sở hữu được những cái vật phẩm xịn ở trong game. Nhưng mà đối với Thiếu Niên Ba Quy thì em có thể đại diện cho nhà phát hành cũng như là lấy tư cách của một streamer, một game thủ trước đây, thì em có thể nói là tất cả mọi thứ trong game này mọi người đều có thể sở hữu được mà thậm chí không cần nạp, có nghĩa là chỉ cần mọi người chăm chỉ, có thể là tham gia hoạt động mỗi ngày, mọi người đều có thể sở hữu được những cái nguyên liệu tài nguyên mà mang tính là phẩm kim. Có nghĩa là thường á các phẩm kim, phẩm chất hoàng kim ở các game khác cũng là đề tài về Tam Quốc và thẻ tướng á, thì mọi người các game thủ đều mặc định là chỉ dành cho đại gia thôi. Nhưng đối với Thiếu Niên Ba Quy thì những người chơi bình thường đều có thể sở hữu được thông qua những tính năng trong game, và mọi người cứ chiêu mộ dần là sẽ có thể trải nghiệm được đầy đủ hết. Vậy là mình phải dành nhiều thời gian đúng không anh? Đúng rồi. Nói về cái chuyện là có rất nhiều con game đã từng mang cái hướng này rồi á, thì cũng đồng nghĩa với chúng ta là chúng ta có rất nhiều cộng đồng như thế này rồi. Thì cái hướng nào mà VNG sẽ phát triển dành cho cộng đồng sắp tới? Thì với như mọi người có thể biết là đối với VNG cũng như là GS chính là team sẽ vận hành cái sản phẩm Thiếu Niên Ba Quy này, thì trước đây tụi em đã vận hành những sản phẩm cực kỳ thành công và hiện tại vẫn còn đang phát triển rất là mạnh, đó là Danh Tướng Ba Quy cũng như Thiếu Niên Ba Quy. Thì tụi em nắm hiểu rõ được là
game thủ thích gì và cần gì ở trong cái thị trường thẻ tướng và đặc biệt là về đề tài Tam Quốc này, thì tụi em luôn mong muốn sẽ đi được một cái đường dài đối với tất cả mọi người bằng cách là tham gia. Tụi em sẽ tổ chức rất là nhiều những cái phần thưởng trên fanpage, trên cộng đồng, trên group để mọi người có thể trải nghiệm tham gia, cũng giống như là nếu được thì sẽ cố gắng để tổ chức các sự kiện offline trên toàn quốc, giống như là hiện tại về sản phẩm trước là Danh Tướng thì cũng đã tổ chức offline khá là nhiều và đa số sẽ là những người chơi tự huy động với nhau và như vậy. Và đối với Thiếu Niên Bao Quy thì đặc biệt hơn nữa, tụi em sẽ mong muốn đem tới rất là nhiều quà tặng đến cho mọi người trong game cũng như ngoài game. Chẳng hạn như hôm nay là sẽ có một quà tặng dành cho các bạn đang xem, là nếu may mắn sẽ nhận được áo khoác của Thiếu Niên Bao Quy. Có vẻ như là rất là hấp dẫn phải không nào? Như em đã nói, thị trường Việt Nam có rất là nhiều game Bao Quy rồi. Vậy VNG có kiểu như là đánh giá đâu là thách thức để Thiếu Niên Bao Quy khi về Việt Nam hay không á? Thì thực chất là ở thị trường Việt Nam mình nói chung và VNG nói riêng cũng đã từng phát hành rất là nhiều về đề tài Tam Quốc và thể loại thẻ tướng như thế này rồi. Nhưng về Thiếu Niên Bao Quy thì đối với mình thì mình cũng khá là tự tin. Vì thứ nhất, sản phẩm này là một sản phẩm đã được phủ toàn châu Á rồi. Thứ hai là nhà bác về đối tác của VNG về phía Trung Quốc thì đã cực kỳ thành công với cái brand là Thiếu Niên. Thì họ đã đi từ Thiếu Niên Tam Quốc Chí 1 đến với Thiếu Niên Tây Du Ký và bây giờ là Thiếu Niên Tam Quốc Chí 2, là một quá trình họ đã đi được 6 năm rồi và đã đạt được khá là nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Thì với cái việc đó thì mình rất là tự tin là sản phẩm sẽ đi được đường dài. Và những bản cập nhật thì hiện tại á, về những cái phiên bản khác đã đi được rất là nhiều bản cập nhật mới rồi, nên cái việc mà Thiếu Niên Bao Quy thì sẽ không có sợ là sẽ bị thiếu đi những cái tính năng cập nhật thêm sau hàng tháng, tại vì đó là những cái mà game thủ cực kỳ mong muốn khi mà tham gia một con game như thế này. Và anh Tâm còn câu hỏi nào? Thì được giới thiệu như là một siêu phẩm sắp tới thị trường Việt Nam, VNG liệu lộ trình của VNG về tương lai cho con game này nó sẽ như thế nào ạ? Thì trước mắt khi mà phát hành thì mọi người sẽ được trải nghiệm một phiên bản đã xuất hiện được tướng kim, tướng hoàng kim cũng như là tướng đỏ. Thì sau đó thì dự định là cứ mỗi tháng thì bên phía VNG sẽ đưa ra một bản cập nhật mới để cho game thủ cứ mỗi tháng đều sẽ có được những trải nghiệm hoàn toàn mới của sản phẩm Thiếu Niên Bao Quy. Còn các sự kiện hoạt động thì sao anh? Thì về các sự kiện hoạt động thì trước tiên mình sẽ nói về in-game một chút. Thì đối với in-game thì Thiếu Niên Bao Quy sẽ dành tặng khá là nhiều đến cho các game thủ khi mà tham gia trải nghiệm phiên bản ra mắt. Thì sau 7 ngày mọi người có thể sở hữu được một con tướng đỏ mạnh nhất, có nghĩa là không cần phải nạp hay bất cứ thứ gì hết, là sẽ là thí dụ như đối với Thục sẽ là con Triệu Vân, đối với Ngụy sẽ là con Hạo Đôn, thì đó sẽ là con tướng đỏ mạnh nhất. Và trong 7 ngày chơi, mọi người nếu như tham gia hoạt động đầy đủ cũng như là kèm theo các hoạt những cái quà tặng của game thì mọi người có thể trải nghiệm được sau 7 ngày là sở hữu được toàn đội hình quân tướng đỏ luôn. Vâng, xin được cảm ơn những câu hỏi cũng như là những phần trả lời cực kỳ chi tiết đến từ anh Johnny. Và thông qua những câu hỏi vừa rồi thì Kiều tin chắc rằng không chỉ những phóng viên mà những tướng quân đang xem buổi live stream ngày hôm nay thì cũng đã hiểu rõ hơn về game Thiếu Niên Bao Quy này phải không nào. Và tiếp sau đây thì để làm nóng chương trình hơn nữa thì Kiều sẽ tổ chức một trò chơi vui nho nhỏ là trình chiếu các điểm hấp dẫn của tựa game Thiếu Niên Bao Quy. Xin mời hai anh sẽ làm ban giám khảo và chấm điểm thật là công tâm nha. Bên cạnh đó thì như đã nói ở đầu chương trình thì Kiều sẽ là món quà. Không, Kiều sẽ có món quà dành cho những tướng quân share live stream. Và sau phần sau thì trong lúc phóng viên chấm điểm thì Kiều sẽ để các anh chọn ra một người chơi may mắn nhất để nhận chiếc áo hoodie. Các tướng quân nhớ là share live stream và comment để có cơ hội nhận về mình chiếc áo hoodie của game Thiếu Niên Bao Quy này nha.
Vâng, và không biết là các anh đã sẵn sàng chưa ạ? Trong tay Kiều là 6 điểm hấp dẫn của game Thiếu Niên Ba Quy. Dựa vào đó thì các anh sẽ đưa ra điểm số của mình, cũng như là chia sẻ lý do tại sao mình lại bình luận và cho điểm như vậy. Và số đầu tiên là số 1, cốt truyện của game. Trước khổ Lao Quang, Lưu Quang Trương và Lữ Bố đấu tới mức trời đất mịt mù, gió mây biến sắc. Bất ngờ Lữ Bố lấy cho quyển Tam Quốc Chiến, hóa thân thành Mã Thần. Lúc này trên trời xảy ra hiện tượng lạ, một thiếu niên thần bí từ trên trời nhảy xuống. Trong lúc nguy cấp, thiếu niên thần bí đứng ra đỡ lấy đòn tấn công chí mạng. Của game vừa rồi thì hai anh cho điểm như thế nào ạ? Xin mời ạ. Hai anh đều cho là 8 điểm. Và Tiểu Kiều muốn biết là lý do nào mình lại cho số điểm là 8 điểm ạ? Cái bối cảnh của game thì rất là quen thuộc rồi. Tam Anh Chiến Lữ Bố. Cho nên mình nghĩ là dù đồ họa với lại phần mở đầu game rất là được làm chăm chút, cho nên mình chỉ có thể cho con điểm 8 thôi. Còn anh Tâm? Anh thì ngược lại với Thức một chút, thì anh lại thấy là cái điểm này nó, cái cốt truyện này nó sẽ dễ thu hút hơn với những người mà ít coi Tam Quốc như anh, khác với Jun. Và anh nghĩ là 8 điểm là ok rồi. Và một số điểm cũng khá là cao phải không nào? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với số 2, đó là đồ họa của game. Rồi xin mời. Đồ họa của game thì số điểm hai anh cho là một người là 9 điểm, một người là 10 điểm. Rồi Kiều muốn biết lý do tại sao mình lại cho số điểm như thế này. Thì trước mắt thì mình cũng chia sẻ mình là một người rất thích anime và hoạt hình của Nhật. Thì với cái đồ họa có xen những cái màn chiếu mà cái video mà nó mang phong cách anime vậy thì mình sẽ rất là quan tâm và thu hút với mình, thì mình cảm nhận là nó 9 điểm. Wow. 2020 rồi, ai cũng là Weibo hết. Mình cũng giống như anh Tâm vậy, mình rất thích những phần hoạt cảnh trong game. Cho nên mình sẽ cho điểm 10. Wow, một số điểm khá là tuyệt đối, 10 điểm. Và đối với Tiểu Kiều thì không phải là một người thường xuyên chơi game, nhưng mà cảm thấy đồ họa của game rất là đẹp, rất là cuốn hút. Nhìn vô cái là rất là mãn nhãn luôn, phải không nào? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với số 3, đó là dung lượng. Rồi xin mời. Rồi xin mời hai anh ạ. Vâng, anh Tâm 10 điểm, còn anh Thức là 9 điểm. Rồi một lần nữa Tiểu Kiều muốn biết là tại sao hai anh lại cho một số điểm này ạ? Thì mình là một bên về công nghệ nhiều á, thì mình cảm nhận là cái 600 m hiện tại á, thì với cái đường mạng 4G hay là wifi á,
thì nó đã đáp ứng đủ cái tốc độ và thời lượng để bạn chờ để tải game. Và nếu như đây là dung lượng cuối cùng á, thì nó rất là hoàn hảo cho những con game mà nó không chiếm nhiều dung lượng lưu trữ ở trong cái thiết bị của bạn. Mình cho 9 điểm bởi vì mình thấy game rất là nhẹ, nhưng mà nó vẫn tốn quá nhiều dung lượng so với một tựa game đấu thể tướng như là Thiên Liên Ba Quy. Cho nên mình chỉ có thể cho 9 điểm được thôi. Dạ, một số điểm cũng khá là cao vậy không nào? Bởi vì Kiều nghĩ là với dung lượng như thế này thì cảm cho những tướng quân khi chơi game thì sẽ không cảm thấy khó chịu khi mà quá nhiều dung lượng chiếm vào điện thoại của mình, phải không nào? Rồi tiếp tục ngay bây giờ thì sẽ là phần chọn ra tướng quân may mắn nhất sẽ nhận về mình một chiếc áo hoodie đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và Kiều xin mời anh Thức sẽ đại diện báo Xem Game sẽ chọn ra người trúng giải nha. Không biết là anh Thức đã sẵn sàng chưa ạ? Không biết là vị tướng quân nào đây sẽ nhận được phần quà này. Wow, không biết là ai sẽ trở thành người may mắn nhất ai ngày sẽ hôm là nay? Người được chọn? Ai đây? Ai sẽ được xuống đây? Giờ mình nhớ màu trắng hay màu đen? Jun, à, màu trắng thì cho nữ đi, màu đen cho nam. Không biết là một tướng quân nam hay là một tướng quân nữ, chúng ta cũng đang rất là mong chờ phải không nào? Không biết là các tướng quân có mong chờ không ạ? Và các tướng quân thân mến là chúng ta hãy chia sẻ livestream này và comment tương tác để biết đâu mình trở thành người may mắn nhất ngày hôm nay, phải không nào? Đó là một chiếc áo hoodie của tựa game Thiếu Niên Ba Quy, rất tuyệt vời, rất ngầu luôn nha. Wow, không biết là anh Tức đã chọn xong chưa ạ? Ai đây, ai sẽ được xứng tên ngày hôm nay đây? Mình phát hiện thấy một bạn sinh viên năm nhất nè. Mình chọn bạn này đi. Bạn Hồ Sơn nè. Hồ Sơn. Vâng, xin được cho Tiểu Kiều thấy được không ạ? Đây. Hồ Sơn. Vâng, xin được chúc mừng tướng quân có tên là Hồ Sơn. Và xin được chúc mừng một lần nữa. Và tướng quân này nhớ là liên hệ về fanpage để nhận quà nha. Nếu mà không nhận là em xin là Tiểu Kiều nhận luôn đó. Chính vì vậy nên đừng quên nha. Rồi, xin được chúc mừng. Ngoài ra thì các tướng quân thân mến vẫn còn một chiếc áo hoodie nữa dành tặng cho tất cả các bạn khi chia sẻ livestream này, comment tương tác. Chính vì vậy nên chúng ta cũng đừng lo lắng nha, hãy theo dõi tới cuối livestream ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn anh Thức rất nhiều, một bạn tướng quân rất may mắn phải không nào? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục phần chấm điểm ngày hôm nay và tới số 4 là thời trang. Rồi xin mời ạ. Xin mời hai anh ạ. Wow, anh Tâm cho điểm là 8 điểm, còn anh Thức là 9 điểm. Rồi Tiểu Kiều muốn là tại sao mình lại cho số điểm như vậy ạ? Mình thấy game rất là đa dạng, rất nhiều thể loại trang phục, cho nên sẽ phù hợp với mọi game thủ đang muốn kiểu như tìm ra lúc chọn ra một cái chọn ra một cánh yêu thích cho tướng yêu thích của mình ấy, phù hợp với tướng mà mình thích. Còn với anh thì anh thấy là đồ họa đẹp, trang phục đẹp, nhưng mà nó vẫn còn cái nét hơi hướng của cái tựa game trước đó, nên nó thật sự là nó chưa có ấn tượng nhiều. Nó vẫn tạo ra nét quen thuộc cho những bạn nào thích cái con game này, nhưng mà nó về ấn tượng thì nó chưa nhiều với anh, nên vì anh cho 8 điểm. Wow, cũng là một số điểm khá là cao phải không nào? Đối với Tiểu Kiều thì thấy những bộ trang phục thì rất là phong phú và đa dạng. Thực sự nhìn vô là triệu like liền, rất là đẹp phải không nào? Tại vì thường á, hiện tại á, các sản phẩm hiện tại á, mọi người sẽ thường rất là chú trọng vào gọi là cái tôi cá nhân. Dạ đúng rồi. Thì sản phẩm Thiếu Niên Ba Quy cũng sẽ cung cấp cho mọi người, chiều lòng mọi người. Đến đó nghĩa là mọi người sẽ có rất là nhiều loại thời trang khác nhau để mình có thể
tôn vinh lên một cái vẻ đó độc tôn của mình so với những người chơi khác. Và những cái hình ảnh vừa rồi mà hai anh được xem qua thì nó chỉ là phiên bản đầu tiên thôi, nên có vẻ như nó sẽ còn hơi ít những bộ thời trang. Nhưng mà trong những cái lần cập nhật tiếp theo nữa thì Thiếu Niên Ma Quy sẽ có cực kỳ nhiều các loại thời trang khác nhau, và nó sẽ có những thời trang nó mang theo hướng cốt truyện nữa. Chẳng hạn như là thời trang về báo tước Dracula, nó là một nhân vật cực kỳ hot của bên phương Tây nữa. Wow, là những cái bộ thời trang đó thì đa số là mình phục vụ cho những cái bạn có cái sở thích, định thích cái độc lạ mới mẻ hơn, phải không nào? Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với số 5, đó chính là truyện ký nhập vai. Rồi xin mời ạ. Kìa, xin mời ạ. Vâng, anh Tâm cho số điểm là 9 điểm, còn anh Thức là 8 điểm. Rồi lý do nào mà mình lại cho số điểm như thế này ạ? Vì anh thấy đây là một cái tính năng nó mới so với cái dòng game mà chiến thuật thẻ bài anh từng chơi trước đây. Thay vì là cứ cái map nó không có gì hết, nó chỉ có hình con hero đó rồi mình bấm vô mình đánh thôi. Thì đây mình sẽ có thể di chuyển được và nó xuất hiện theo cái cốt truyện kia. Thì anh thấy nó là mới và cái điểm này khá đặc biệt với anh. À, xin cảm ơn anh. Rồi anh Thức thì sao ạ? Mình mong chờ một thứ gì đó mới mẻ hơn. Nhưng mà chỉ... Đây cho nên mình chỉ có thể cho điểm 8 thôi. 8 điểm. Không sao, một điểm số cũng đã rất cao rồi, phải không nào? Còn anh Trương, anh có ý kiến gì thêm về cái cốt truyện này không ạ? Em chuyện cũng xin gọi là bổ sung thêm một tí là bên cạnh cái việc cốt truyện truyện ký này sẽ cho mọi người hiểu dần với là cốt truyện Tam Quốc hơn, nghĩa là đối với những người á mà chưa từng xem qua Tam Quốc thì có thể thông qua tính năng này để hiểu Tam Quốc nó diễn ra như thế nào. Và bên cạnh đó, đối với các sản phẩm trước về thẻ bài á, về thẻ tướng Tam Quốc này nè, thường giống như anh Tâm đã nói là chỉ có một cái giao diện là mình chỉ nhìn được cái đội hình của mình thôi, thì đối với Thiếu Niên Ma Quy họ kết hợp vào yếu tố game nhập vai, có nghĩa là mình có thể tương tác trên rất là nhiều bản đồ. Đó chỉ là một trong những bản đồ mà mình có thể tương tác được, có nghĩa là vị tướng chính của mình có thể di chuyển trên bản đồ đó, và nó sẽ kết hợp với cái yếu tố thời trang trước đó là khi anh mặc thời trang và anh có thể đeo cánh nữa, thì khi anh di chuyển nó sẽ cực kỳ đẹp và nó sẽ chiều lòng được rất là nhiều khán giả. Nghĩa là nó kết hợp cái lối chơi MMO không gây nhàm chán và cho game thủ của chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, phải không nào? Và các tướng quân thân mến, chỉ còn một chiếc áo hoodie dành cho các tướng quân ngày hôm nay thôi. Chính vì vậy, các tướng quân chúng ta hãy nhanh tay chia sẻ livestream, đăng ký kênh và comment tương tác cùng với chương trình ngày hôm nay. Biết đâu mình lại trở thành người may mắn nhất ngày hôm nay, phải không nào? Vâng, xin cảm ơn hai anh rất nhiều và chúng ta sẽ đến với số 6 ngày hôm nay, đó là tướng Kim. Rồi xin mời ạ. Vâng, 2 điểm chính đến từ hai phóng viên của chúng ta. Rồi em xin được muốn biết là lý do như thế nào mình lại cho 2 điểm chính ạ? Xin mời anh, rồi anh Thức trước ha. Mình thấy các tướng kim và nhân vật chính của mình có thể hóa thân thành nó rất là đa dạng, chứng tỏ là game đã rất chú trọng vô phần này để cho người chơi nhiều trải nghiệm đa dạng nhất có thể.
cũng như Thức nói thì đây là một tính năng mới và nó làm cho cái con hero chính của mình nó không còn quá nhàm chán giống như những cái tựa game mà trước đây. Thì các bạn có con game có con tướng đỏ rồi thì các bạn sẽ bỏ đi con tướng đầu tiên của mình chẳng hạn đó. Thì nó sẽ, thì mình thấy là nó khá là thú vị và mình cho 9 điểm. Wow, xin được cảm ơn Han rất nhiều. Các Tướng Quân thân mến, không biết là các Tướng Quân đã chia sẻ livestream của mình và đăng ký kênh Thiếu Niên Ba Quy hay chưa? Và vì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với phần tìm ra Tướng Quân may mắn nhất sẽ nhận chiếc áo hoodie cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Rồi, con xin mời hai anh. Rồi, tới anh Tâm. Dạ, không biết là Tướng Quân nào sẽ được gọi tên tiếp theo đây. Chúng ta cũng đang rất là nôn nóng vậy không nào? Ai? Ai đây? Ai sẽ đạt quán quân ngày hôm nay nhận chiếc áo hoodie rất tuyệt vời, rất các bạn nhớ chia sẻ để nhận áo nha. Mình sẽ cho các bạn 5 giây để comment các liên bây là giờ. Nhớ là hãy chia sẻ livestream, đăng ký kênh và comment tương tác nha. Để mình mới có thể đủ điều kiện để nhận quà ngày hôm nay. Wow, rất nhiều những bạn ngày hôm nay đã comment những Tướng Quân của chúng ta. Không biết ai đây? Anh Jun Niên nghĩ là sẽ là một bạn nam hay là một bạn nữ đây? Em nghĩ chắc là sẽ là một bạn nam hơn. Tại vì trước mắt thì vì sản phẩm mình chưa ra mắt á, thì thường á, những người mà đang trai. Đúng rồi. Vậy thì anh sẽ tặng một bạn nữ. Nếu như anh tìm được. Ok, dạ. Có một bạn này là bé Yuki nè, mà không biết bạn nữ hay nam, để em bấm vô thử nha. Để em chọn bạn nam rồi, giờ anh chọn bạn nữ đi chứ. Rồi, vậy thì mình sẽ tặng cái bạn là thích cao đen này, có nick là bé Yuki. Bé Yuki à, vâng. Tại vì các bạn có nick nam giống gần giống mình là Yuyu. À, Yuyu sẽ chọn Yuki. Có vẻ cái gì đó nó khá là tương đồng vậy không nào? Rồi, xin được chúc mừng bé Yuki đã trở thành người may mắn nhất ngày hôm nay nhận chiếc áo hoodie của Thiếu Niên Ba Quy. Và bạn Tướng Quân này nhớ là liên hệ về fanpage để nhận quà nha. Bởi vì nếu mình không liên hệ thì sẽ không được nhận đâu, rất là tiếc. Bởi vì cái chiếc áo này rất là đẹp, rất là ngầu nha. Vâng, và cũng xin được cảm ơn những phần trao điểm rất là công tâm đến từ ban giám khảo, hai vị phóng viên của chúng ta ngày hôm nay. Và sau khi đã trao điểm rồi thì cả hai phóng viên cũng đều rất ấn tượng với những điểm hấp dẫn của game phải không nào? Thì thông qua mini game nho nhỏ này thì Kiều tin rằng các Tướng Công cũng sẽ hiểu thêm về game cũng như yêu thích game Thiếu Niên Ba Quy hơn và có thể trải nghiệm kỹ hơn. Và thời lượng của chương trình chúng ta cũng tới đây là kết thúc rồi. Thì Kiều cũng xin được mời anh Juni, đại diện cho nhà phát hành game sẽ tặng, có những phần quà dành tặng. Thì mình cũng xin thứ nhất là cảm ơn hai anh đã tham gia với em về cái buổi gọi là livestream sống đầu tiên này hôm nay, để mình có thể gọi là chiêm ngưỡng trước những cái hình ảnh cũng như là cách chơi của sản phẩm Thiếu Niên Ma Quy. Và cũng cảm ơn MC, cảm ơn Kiều Kiều và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái số đầu tiên này. Và hy vọng là những số tiếp theo mọi người sẽ cố gắng theo dõi nhiều hơn nữa, để chúng ta sẽ cùng nhận được những phần quà hấp dẫn hơn là cả cái áo khoác này nữa nha. Xin được cảm ơn hai phóng viên và cũng xin được cảm ơn anh Junior rất nhiều. Và các Tướng Quân ơi, hãy nhanh tay like fanpage và tham gia group cộng đồng Thiếu Niên Ba Quy để đón chờ những thông tin nóng hổi về game trước khi ra mắt nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những tập tiếp theo vào lúc 4 giờ chiều ngày 17 tháng 10. Và tới đây thì xin được chào các Tướng Quân và hẹn gặp lại trong những lần livestream tiếp theo.